Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống An Toàn. Thưa quý vị, với một người phụ nữ thì hạnh phúc nhất đó là được làm mẹ. Có lẽ chẳng chị em nào quên được khoảnh khắc đầu tiên biết mình mang thai, nuôi dưỡng rồi tới ngày con chào đời. Thấu hiểu nỗi lo và sự bỡ ngỡ của nhiều chị em, vậy nên chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để cung cấp những kiến thức cần có. Và một trong những chủ đề được nhiều chị em quan tâm đó là nuôi con bằng sữa mẹ. Mở đầu sẽ là một phóng sự ngắn sau đây. Có bao giờ quý vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nuốt sữa chưa đầy bụng đâu nhá. Nó lạ lắm, nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập. Thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười, chút chút lại ngưng lại, không nuốt nữa mà như nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nuốt mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa. Nó nhởn nhơ như bướm lượn, không vội vàng, không hấp tấp. Nó tin rằng món sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nuốt sữa cho no bụng, mà còn đang uống lòng tình thương của mẹ nó. Đây là bé thứ hai của mình. Trước khi sinh thì mình cũng có bổ sung các vitamin. Còn sau khi sinh thì xuống thì mình cho bạn bú luôn. Thì bây giờ sữa cũng bắt đầu về để cho bé đi. Mình rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những khoảnh khắc vừa rồi thật dễ thương đúng không ạ? Có lẽ đoạn viết và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khơi gợi lại cho tất cả những ai đã từng là mẹ những kỷ niệm đẹp nhất về đứa con yêu của mình khi được thưởng thức giọt sữa, tình thương từ người mẹ của mình. Và việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là một việc làm mà tất cả những bà mẹ có thể dành cho con những nguồn dưỡng chất tốt nhất trong năm tháng đầu đời của con mình. Bên cạnh đó còn là sợi dây kết nối giữa tình mẫu tử thiêng liêng. Và để có thêm những kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên Ngọc Anh, gặp gỡ với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cảm ơn trưởng nhóm nữ sinh Phạm Thanh Thu Hiền đã bớt chút thời gian cho chương trình Sống An Toàn của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa chị, là một người giảng dạy trong rất nhiều những khóa học tiền sản của Bệnh viện Việt Pháp ạ. Thì chị Phạm Thanh Thu Hiền có thể chia sẻ đôi chút là làm thế nào để các mẹ có thể chuẩn bị để có thật nhiều sữa cho các con sau khi sinh ạ? Là những người làm sản khoa chúng tôi thì ngoài cái việc mà đón em bé ra thì cái việc mà sẽ nuôi em bé như thế nào và cho em bé ăn gì sau khi sinh ra là một điều rất là quan trọng và là câu hỏi rất nhiều mẹ lo lắng quan tâm. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là khi em bé đẻ ra, sữa mẹ là tốt nhất cho con. Sữa mẹ tốt nhất cho con. Các mẹ thường lo lắng là làm sao để có sữa cho con, khi nào thì có sữa cho con bú và làm thế nào để cho con bú tốt. Làm sao để nhiều sữa? Đầu tiên là ngoài cái vấn đề niềm tin, chúng ta phải có một tiếp theo nữa là chúng ta phải được cho con gần với mẹ. Ngày trước thì chúng ta cách ly em bé với mẹ, nhưng bây giờ thì không. Con sẽ về với mẹ, mẹ phải được nghe thấy tiếng của con. Thì cái đó nó làm cho cái tình cảm mẹ con nó xuất hiện. Người mẹ sẽ lo lắng hơn, sẽ mong muốn được gặp con hơn. Thì cái đó nó kích thích thần kinh và nó tạo tiền sữa cũng nhiều hơn. Yếu tố thứ ba nữa là yếu tố về vấn đề ăn uống và giấc ngủ. Vâng, và cái việc sinh mổ và sinh thường thì có ảnh hưởng đến cái thời gian mà sữa về không ạ? Sinh thường và sinh mổ không có ảnh hưởng gì vấn đề về tiết sữa. Thực ra chúng ta nói rằng là sinh thường và sinh mổ, nội tiết chúng ta không thay đổi cho sinh thường hay sinh mổ. Nó chỉ là cách của em bé ra thôi. Lý do tại sao các bạn nói là sinh mổ ít sữa hơn? Bởi vì chúng ta không tiếp cận được con sớm hơn. Đấy là cái nguyên nhân chính. Và cái niềm tin thứ hai của chúng ta không có là chúng ta đau quá, chúng ta phải dùng kháng sinh, chúng ta không ăn uống được đầy đủ, phải kiêng nhiều thứ, ảnh hưởng đến vết mổ. Thì điều đó nó làm cho cái việc sữa mẹ nó ít đi. Nhưng thật tế không phải là như thế. Chúng ta cứ duy trì tất cả những cái yếu tố tôi nói ở trên. Thế và có một sự hỗ trợ của gia đình cũng như nhân viên y tế giúp cho những mẹ bù đẻ đỡ đau đớn hơn, tư thế vận động khi cho con bú thuận lợi hơn thì không có ảnh hưởng gì cho sinh thường với sinh mổ cả. Các mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ trong quãng thời gian bao nhiêu lâu thưa chị? Sữa mẹ thì luôn luôn là tốt nhất và nó thích hợp nhất với em bé và với cả chính em bé của mình. Thời gian nuôi con thì thứ nhất là bú càng sớm càng tốt và kéo dài từ khoảng 18 đến 24 tháng là lý tưởng nhất. Nhưng phải cho em bé bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu.
Tôi nói hoàn toàn ở đây có nghĩa là bú sữa mẹ hoàn toàn không ăn thêm bất kể thức ăn gì cả, kể cả uống nước. Đấy là những trường hợp là lý tưởng nhất. Đôi khi có những cái vấn đề về lý do y tế hoặc sức khỏe của bé, sức khỏe của mẹ mà không nuôi được sữa mẹ hoàn toàn, cần ăn hỗ trợ thì chúng ta nên theo chỉ định của bác sĩ. Chúng ta sẽ không uống nước cho em bé bởi vì làm sao? Cái dạ dày của con rất là nhỏ. Khi mới sinh ra thì bé tí teo thôi, chỉ khoảng được 5-7ml thôi. Và nó sẽ tăng dần vào những ngày sau. Và đến tối đa trong tháng đầu con cũng chỉ ăn được chừng khoảng là một tuần đầu ăn chừng khoảng 50, 60, 70 thôi. Vậy thì uống nước thì cái dung tích dạ dày nó bị nước mất rồi, con sẽ không bú mẹ được nữa. Thế và cái nguồn dinh dưỡng thì nó sẽ bị giảm đi, con sẽ không lớn được. Ở sữa non thì được chia ra làm bao nhiêu giai đoạn đầu, và những giai đoạn đó thì cái chất dinh dưỡng nó có khác nhau hay không ạ? Sữa non là nguồn dinh dưỡng rất là quý giá và nó chỉ có xuất hiện vào những giai đoạn đầu sau khi sinh thôi. Chúng ta có thể hiểu sữa non là nó kéo dài trong vòng tầm khoảng từ khi mới sinh cho đến khoảng 5 ngày đầu là sữa non là lượng sữa là nhiều nhất. Đặc điểm của sữa non là màu rất là vàng, sẫm, vàng óng lên luôn. Thế và sữa non đi nó rất là nhiều, coi như là ít chất béo nhưng lượng protein rất là cao. Chính vì thế mà chỉ vài ml sữa non thôi đủ dinh dưỡng cho em bé trong những ngày đầu. Và các mẹ không lo con đói, chỉ cần bú sữa nhỏ đủ. Nó sẽ có một giai đoạn sữa chuyển tiếp là từ ngày thứ 5 cho đến tuần 2 tuần sau khi sinh. Thì giai đoạn sữa tiếp đó thì sữa của mình nó sẽ màu nhạt dần đi, nó trở về cái màu sữa bình thường. Thế và lượng protein nó cũng sẽ giảm dần hơn, chất béo tăng dần hơn để thích nghi với cả cái lúc chuẩn bị cho sữa trưởng thành. Sữa trưởng thành thì khoảng 2 tuần sau khi sinh thì có thể coi là sữa trưởng thành. Và nó sẽ thay đổi theo cái vấn đề là ăn uống của mẹ. Thế và một cái điều rất tuyệt vời nữa là thay đổi cả theo thời tiết nữa. Ví dụ như thời tiết mà lạnh thì sữa mẹ nó sữa nó sẽ ấm. Thời tiết mà quá cao sữa mẹ cũng thường cũng sẽ bát hơn và thích nghi với cả em bé. Thế và nó sẽ không tăng protein quá nhiều để cho con béo phì. Khi mà những tháng sau con lên cân ít hơn thì cái lượng protein nó sẽ giảm đi để thích nghi với con là em bé. Chị Thu Hiền có thể chia sẻ đôi chút về chế độ dinh dưỡng cũng như tinh thần của mẹ nó ảnh hưởng như thế nào, và các mẹ nên làm gì để đảm bảo cho con được một nguồn sữa nhiều chất dinh dưỡng và ổn định ạ? Chế độ dinh dưỡng của các mẹ thì rất quan trọng. Thường chúng ta sẽ phải đảm bảo là chúng ta ăn đủ. Ăn đủ thì chúng ta thường hay bây giờ là các mẹ trông con đêm mệt hay ngủ muộn. Thế thì buổi sáng ra các mẹ sẽ ăn sáng muộn và các bữa ăn nó cứ lùi dần lại, xong đêm lại thức khuya. Thế chính vì thế nó làm cho các bữa ăn của chúng ta lệch lạc đi và các mẹ mệt thì không ăn ngon. Vậy chúng ta cố gắng là ráng dậy sớm, có thể là sau khi dậy thì uống sữa bổ sung thêm như ăn sáng nhẹ và chia nhỏ các bữa ăn ra làm nhiều lần để không quá no và cũng không quá sợ ăn. Không quá sợ ăn thì cái điều đấy nó sẽ làm cho các mẹ thoải mái. Thế còn tinh thần đương nhiên rồi, người đẻ thì rất là mong manh nên người nhà mình sẽ phải có chia sẻ một chút, động viên các bạn một chút. Thế và chúng ta nên ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài. Cái việc ra ngoài thư giãn nó giúp cho các mẹ thấy tự tin hơn, thoải mái tinh thần hơn. Cái đấy quyết định cho vấn đề sữa mẹ nữa. Vâng, khi nuôi con bằng sữa mẹ thì rất nhiều mẹ sợ về việc là chúng ta sẽ bị tắc sữa, và điều đấy rất là đau và ảnh hưởng đến cái việc mà nuôi con bằng sữa mẹ. Và chị Thu Hiền có thể chia sẻ đôi chút là làm thế nào để giảm thiểu được vấn đề này không ạ? Tắc sữa là một nỗi kinh hoàng với các mẹ và cũng là một cái khó khăn mà chúng tôi rất hay gặp khi các bạn sinh xong. Thường thì những ngày đầu thì các mẹ sẽ lo là không có sữa. Và chúng ta đang bị đốt cháy giai đoạn là cứ muốn là khi đẻ xong cái sữa phải về ngay rất là nhiều. Nhưng mà thực ra là sữa mẹ nó thích nghi với nhu cầu của con, đáp ứng được với nhu cầu con từ ngày một. Vậy thì cái hiện tượng tắc sữa nó hay xảy ra vào ngày thứ khoảng thứ 3, thứ 4, thứ 5 sau khi sinh. Đấy là bởi vì các mẹ bỏ qua giai đoạn đầu không cho bú, không kích sữa, không làm cho cái tuyến sữa nó thông. Đến khi sữa về dồn dập thì nó tắc lại, nó không ra được. Thế thì chúng ta cố gắng là cho con bú hết bề sữa bên này, về đến sang đầu bú bên kia. Khi sữa nhiều rồi thì chúng ta sẽ vắt kiệt cái sữa còn lại đi, không nên giữ sữa lại để dành cho bữa sau. Thế và làm rỗng tất cả các nang sữa thì sữa mới sẽ về. Đấy là một trong những cách không tắc sữa. Hiện nay nó rất nhiều cách hỗ trợ, ví dụ chúng ta có thể có chiếu đèn hồng ngoại, làm cho cái các nang sữa nó được mềm hơn, nó sẽ thông hơn. Thì đỡ tắc, thay vì cái việc chúng ta lấy lá bít rồi chúng ta chườm nóng nó sẽ gây bỏng, nó không có hiệu quả lắm. Thế và có thể dùng máy hút sữa hỗ trợ
để làm cho các mẹ không có sợ hỏng ngực, không sợ hỏng xoang sữa. Thế và cái nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà sữa ra được nhiều nhất. À, vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của chị Phạm Thanh Thu Hiền. Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những chia sẻ rất hữu ích của chị Phạm Thanh Thu Hiền, trưởng nhóm nữ hộ sinh. Chúng tôi hy vọng rằng các mẹ cũng đã kịp ghi vào sổ tay làm mẹ của mình để chúng ta sẽ có thêm nhiều những kiến thức cần thiết, có một chế độ dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi hợp lý để có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những kỹ năng cần có để cho con bú đúng cách. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn phương pháp cho trẻ bú đúng cách, bú sớm và tác dụng của việc cho bú sớm. Tác dụng của việc cho trẻ bú sớm thứ nhất đối với bà mẹ đó là kích thích để gọi sữa về. Thứ hai đó là tác dụng cầm máu cho bà mẹ, vì mỗi một đứa trẻ bú bà mẹ sẽ kích thích sản xuất ra một loại hormone. Hormone này có tác dụng tăng co dạ con và cầm máu, giúp cầm máu cho bà mẹ. Thứ hai nữa là đối với trẻ sơ sinh thì việc cho trẻ bú sớm sẽ làm cho trẻ của chúng ta ổn định nhịp tim, ổn định thân nhiệt và giúp cho trẻ tìm đi mẹ được sớm hơn. Tư thế bú và cách ngậm bắt núm bú. Về tư thế thì bà mẹ khi cho trẻ bú phải đảm bảo đầu và thân trẻ trên một đường thẳng. Mặt của trẻ sẽ nghiêng về, quay về hướng bầu vú của bà mẹ. Khi trẻ ngậm bắt núm vú phải đảm bảo trẻ ngậm hết quầng thâm vú của bà mẹ, vì trên quầng thâm vú của bà mẹ có các nốt hạt hạt, nơi đây chính là nơi sản xuất ra dầu paraffin bôi trơn đường mút của trẻ. Nếu như trẻ nào không ngậm được hết quầng thâm đó thì bà mẹ sẽ bị đau rát nứt của gà. Trong trường hợp quầng thâm của bà mẹ quá to thì bà mẹ sẽ áp dụng theo phương pháp căn cứ vào khớp ngậm vú. Khớp ngậm vú là gì? Khớp ngậm vú tính từ vị trí tại chân của núm vú đến phần môi trên em bé chạm vào, chân núm vú dưới đến phần môi dưới em bé chạm vào. Khoảng cách phía trên là 1,5 cm, phía dưới là 1,5 cm, đường kính rơi vào 3-4 cm. Đây là khớp ngậm chuẩn, áp dụng trong những trường hợp bà mẹ bị quầng thâm quá to. Trước mỗi lần cho trẻ bú thì các bà mẹ không cần phải lau núm vú, bởi vì mỗi lần lau núm vú sẽ làm khô phần da, lại phần da của núm vú, và lúc đấy em bé bú vào thì bà mẹ sẽ bị đau và nứt rát đầu ti. Nhưng sau mỗi lần cho trẻ bú, bà mẹ cần phải vệ sinh núm vú thật sạch. Vâng, thưa quý vị, những kỹ năng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sống An Toàn của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng 15 phút của chương trình sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào 10 giờ 30 phút sáng thứ năm tuần sau trên kênh 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.